Cho nên là bây giờ mình muốn kết thúc nhưng mà cái tình cảm nó cứ níu kéo hả? Nên là mình kết mà mình kết nhạt nhẽo quá không nên. Mình phải kết sao cho nó hoành tráng ra. Thế thì giờ mình tập một chút cái bài hát để mình tạ ơn Chúa và mình cảm ơn nhau ha. À, giờ mình có cái bài hát hai câu mà We praise you, O Lord. We praise you, O Lord. For all your works are wonderful. For all your works are wonderful. Rồi câu thứ hai. We praise you, O Lord. We praise you, O Lord. Forever is your love. Forever is your love. Thuộc chưa? Hai câu đọc lại nhé. We praise you. One, two, three. We praise you, O Lord. For all your works are wonderful. We praise you, O Lord. Forever is your love. Sao nói tiếng Anh có hiểu vậy? Huynh trưởng của miền Oregon. Cũng tại giáo sứ Đức Mẹ Lao Vang từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều thánh lễ 12 giờ trưa. Đó là cái đại hội đầu tiên và cũng mời cha chủ tịch cũng như các anh chị ở trên Seattle và tất cả những người chung quanh có thể đại diện xuống
và tham dự của chúng con. Và có thể năm sau, tức là qua 2014, tụi con sẽ có một cái ngày chưa sẽ dự báo được, sẽ là Đại hội Huynh trưởng miền Illinois, miền Tây Bắc Hoa Kỳ, cũng như là Seattle và tất cả miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Nếu mà được sẽ thắt một cái hiệp mời tất cả mọi người xuống cho năm 2014. Nhưng tạm thời chúng con ngày 16 tháng 11 cho Oregon trước đã, mời tất cả các thiếu nhi của tất cả là 5 đoàn, 4 đoàn Portland Oregon ở đây trước đã tại Portland Oregon để chúng ta tổ chức ngày đó. Thì sẽ có những information send out sau do cha Đạt cũng như cha Điều sẽ ngồi xuống cùng với các cha ở đây và các sơ ở đây sẽ có một cái ngày đó. Mình có workshop, mình có prayer, mình có giải tội. Cái đó hay nhất là cha Nhật nhiều một lần nữa. Chúng con rất là cảm ơn cha Tuyên Vi miền Tây Bắc, quý sơ trợ úy, trưởng nhà và tất cả các trưởng, tất cả mọi người hy sinh từ sáng sớm từ trên Seattle lái xe xuống đây cũng như sinh hoạt với chúng con cho đến giây phút này. Và không biết là còn vui nữa hay không. Chúng ta có thể kết thúc, chúng ta dọn dẹp rồi. Kính chúc cha Tuyên Úy miền Tây Bắc cũng như quý sơ và mọi người đi thượng lộ bình an, cũng như tất cả các đoàn đi về bình an, và hẹn gặp lại ngày 16 tháng 11 nhé. Mình có một cái gì đó họp mặt rồi, có thể chầu thân thể, có thể là mình gom là trong cái phần mà nói lên được cái dịp lễ tạ ơn luôn, mình làm trước, tại vì sợ gì sau đó thì ai cũng bận với gia đình, với giáo xứ, với tất cả nhiều cái. Thôi mình cứ làm trước vậy, giống như cái dịp đấy là cái dịp mà cũng là để Thanksgiving luôn. Ok, rồi xin mời cha Điều nên có đôi lời và ban phát lành kết thúc nhé. Giờ đây chúng ta cùng hướng tâm để chúng ta xin Chúa chúc lành. Khi danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Chúng con liên kết với nhau trong tình yêu thương, yêu chung một Cha trên trời và yêu thương nhau trong tình người dưới đất. Chúa đã liên kết chúng con trong một phong trào, xin đập nhất chúng con trong tình yêu thương, để chúng con dù có mặt ở đây hay chia tay, chúng con vẫn cầu nguyện cho nhau, vẫn liên kết với nhau trong tình yêu thương đó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.